xe điện chuẩn bị có bước nhảy vọt lên thị trường đại chúng. Năm 2022 đã khiến các nhà đầu tư đang đổ tiền vào các công ty khởi nghiệp xe điện phải tỉnh giấc. Khi lãi suất tăng và thị trường tài chính biến động, cổ phiếu của nhiều nhà sản xuất xe điện nuôi giấc mơ gặt hái thành công như Tesla đang rơi rụng bớt giá trị. Rivian, công ty có giá trị thị trường cao hơn Ford ngay sau khi niêm yết vào năm 2021, đã mất hơn 70% giá trị trong năm qua. Nhà sản xuất xe van điện Arrival thì cảnh báo họ có thể cạn kiệt tiền mặt trong vòng chưa đầy một năm. Cổ phiếu của công ty Spain từ Trung Quốc đã mất hơn 80% giá trị. Ngành công nghiệp ô tô đang sót hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ vào cuộc cách mạng chuyển đổi từ động cơ đốt trong sang xe điện sạch hơn, an toàn hơn. Sự vươn lên của Tesla để trở thành nhà sản xuất ô tô có giá trị nhất thế giới đã khiến các nhà sản xuất ô tô lâu đời, bảo thủ trước đây như Toyota và Volkswagen phải học hỏi. Bắt đầu từ năm 2023, một làn sóng xe điện mới, từ xe bán tải đến các loại xe tầm trung như SUV và sedan sẽ tấn công các thị trường lớn trên thế giới. Thách thức đối với các công ty khởi nghiệp cũng như các thương hiệu lâu đời là làm sao thuyết phục được người tiêu dùng đồng hành cùng họ. Tại Trung Quốc, xe điện chiếm 21% thị trường, ở châu Âu là khoảng 12%. Nhưng tại Mỹ, thị phần xe điện chỉ chiếm khoảng 6%. Các nhà phân tích trong ngành dự đoán xe điện có thể chiếm 1/3 thị trường Bắc Mỹ và khoảng 26% số xe được sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2029. Trong vài năm tới, có thể có tới 74 mẫu xe điện khác nhau có mặt tại Bắc Mỹ. Nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng, trong số đó chỉ có chưa đến 20% có khả năng bán được trên 50.000 chiếc một năm. Năm 2023 và xa hơn nữa có thể là những năm quyết định cho sự tồn tại đối với nhiều thương hiệu xe điện mới thành lập. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.